Vâng, xin chào các bác đến với kênh chuyên xe đạp. Và sau bao ngày mong chờ thì những các bác mà đã hỏi bên em về những dòng touring gian có giảm xóc thì hôm nay bên em mới về những cái dòng xe chiếc gian model XCR 3005 mà được rất nhiều các bác quan tâm mà đã hỏi em. Thì hôm nay bên em mới về được một chiếc màu xanh đen đây. Đây là một mẫu touring cũng là thuộc trong những dòng cao cấp của thương hiệu gian có giảm xóc các bác nhé, dòng touring có giảm xóc. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và mẫu touring gian XCR 3005 này thì không còn gì xa lạ đối với những bác thường lâu năm đạp xe thể thao những dòng touring của thương hiệu gian rồi. Và đây cũng là một mẫu gian mà trong thời gian vừa qua em đã review rất là nhiều về những dòng chiếc xe gian XCR 3005 này, và cũng là một cái mẫu xe rộng hot nhất bên em của thương hiệu gian có giảm xóc model XCR 3005. Và lần này bên em về được một chiếc màu xanh đen đấy, rất là lạ mắt các bác nhé. Thì hầu như bên em về những màu đen đỏ, đen trắng hoặc là đen nâu, thì hôm nay bên em mới về một chiếc xanh đen. Cái màu xanh đen này thì khá phù hợp cho những các bác mà tầm trung, nam nữ đều đi được. Xe làm từ hợp kim nhôm Alu-XX, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của chính hãng đặc quyền của Gian. Tổng thể xe em đánh giá khoảng tầm 90% xe. Và xe bên em là mới về, đâm ba vẫn còn những vết bụi bẩn trên khung yên xe, đâm em chưa thời gian lau chùi. Các bác có thể về lau chùi qua. Mẫu model Gian XCR, mẫu Gian này là Gian có giảm xóc rất là hot trong thời gian vừa qua mà cũng được rất nhiều các bác quan tâm, thì hôm nay bên em đã về rồi đây. Màu xanh đen càng trắng điểm xanh chính hãng của Gian, model XCR. Đây là website chính hãng của Gian đó nhá, các bác có thể vào quan tâm thì có thể lên website để truy cập để tìm hiểu thêm về cái model Gian XCR 3005 này. Và đây cũng là một dòng gian touring cao cấp, cũng được trang bị với chạy rơm sườn trong khung xe nguyên bản theo xe, cổ phước ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe, cũng của thương hiệu chính hãng của Gian. Vâng, cổ phước ghi đông của chính hãng Gian nguyên bản theo xe, tay lắm cao su đúc chính hãng của Gian, có hai điểm nhấn là miếng nhôm xanh ở trên tay lắm xe đi cùng với tông màu của xe. Tay lắm nó sừng trâu, giúp các bác đi có thể tư thế ngồi thoải mái hơn. Và xe được trang bị với cấu hình Shimano 9 tầng lip Alivio 9 tầng lip đó nhá. Đây cũng là một mẫu touring trang bị rất là cao cấp của dòng có giảm xóc, trang bị với 9 tầng lip của Shimano, phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano, ghi đông chính hãng của Gian. Và bên tay phải em thì trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Livio, và cũng có trang bị bộ phanh dầu đằng sau, có phanh dầu thủy lực, phanh đĩa, tay lắm cao su đúc, có hai miếng nhôm xanh trên lắm của xe rất là nổi bật, tay lắm sừng trâu nguyên bản theo xe. Xe có cặp gập sóc chính hãng của Gian nguyên bản nâu xe, lốp sóc trắng. Đây là một tông màu khá phối hợp rất là ăn ý nhá, màu đỏ à, màu xanh trắng và đen. May của chính hãng của Gian nguyên bản nâu xe các bác nhá, may nguyên bản nâu xe của chính hãng Gian, vành cũng của chính hãng Gian nguyên bản nâu xe, vành của Gian đây có thể thấy rõ. Đây là vành của nguyên bản cho xe, vành nhôm, vành của Gian. Kích thước lốp 700 x 38C, vẫn là kích thước lốp phổ thông của dòng touring Gian. Và xe có sử dụng mã vạch chính hãng nguyên bản cho xe ở dưới gầm xe đây, mã vạch ở gầm xe. Đây là một mẫu touring mà được rất nhiều các bác quan tâm, dòng 3000 XCR 3005
mà hôm nay bên em mới về. Học Yên chính hãng quả gian nguyên bản theo xe. Yên Riet của chính hãng nguyên bản theo xe, Yên của gian, và hai bên có miếng phản quang. Và dòng 3005 là có những miếng phản quang ở bên hai ghi đông Yên xe đây. Đây là model, chỉ có model này mới có nhé. Sẽ được trang bị với củ đề Alivio, Shimano Alivio. Đùi đĩa Shimano chính hãng. Bê đan chính hãng của gian, đây bê đan nhôm đúc CMC chính hãng của gian, nguyên bản đeo xe. Xe có thông số là size S các bác nhá. Xe được trang bị với 9 tầng lip. Lip xích còn rất là mới đây. Lip xích của Shimano chính hãng, nguyên bản đeo xe. Vâng, xe có size S. Vâng, chiều size đứng của khung xe có size là size 43, tức là size S đây. Có thể nhìn rõ. Thế là bác có 1m6, 1m7. Đằng sau cũng là cặp Mayer nguyên bản chính hãng sau xe của gian. Vành nguyên bản của gian chính hãng nguyên bản sau xe. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip Shimano. Vâng, lên lip đi. Chuyển động rất là mượt mà quá nhá. Xuống lip, xích vào lip còn rất là mới. Xe được trang bị bên này là 3 tầng đĩa. Xuống đĩa, lên đĩa. Và rất là trơn tru và mượt mà. Và hầu như xe không một lỗ chi tiết nhỏ nào cả. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring dòng thương hiệu Gian, model XCR 3005 có giảm sóc mà được rất nhiều các bác quan tâm. Và xe có giá rất tốt bên em là 8.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký vào theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh, và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.